Mì Coco Mì Đại 90, mì to siêu năng lượng. Ngon, ngon, ngon. Ngon, ngon, ngon. Đây là công chúa kén ăn phiên bản hạ cánh nơi anh rất ít ăn bữa sáng, nếu ăn thì cũng chỉ ăn rất ít. Vào bữa tối, dù đồ ăn ngon tới đâu tại nhà hàng thuộc top Michelin, cô nàng cũng chỉ ăn đúng 3 miếng. Nhưng khi hạ cánh nơi đất khách, bên cạnh chàng quân nhân định mệnh, công chúa kén ăn lại ăn uống ngấu nghiến không từ món nào. Còn đây là phiên bản ăn sáng giữ dáng của Giàn Cát Sao nhập ngũ 2023. Nhã Phương không bao giờ ăn sáng, Nhã Phương không có thói quen ăn sáng. Em ăn sáng thường đơn giản lắm, không ăn cơm bao giờ. Mình sẽ ăn bún miếng cháo phở. Và phản ứng khi biết bữa sáng trong quân đội chính là cơm. Bữa sáng ăn gì ra? Cái món này mấy món rồi? Cơm một con xước, ăn cơm một con xước. Sáng ăn cơm. Đúng nghĩa là cơm quân đội là ngày ăn 3 bữa đó. Là sáng cũng ăn cơm. Ăn cơm y như buổi trưa và buổi tối. Tụi em ai bất ngờ chứ. Tôi thích ăn cá này nha. Ngon, ngon, ngon. Sau đó thì mình đã quen dần với cái nhịp đó mà mình hiểu tại sao phải ăn cơm vào buổi sáng. Cái hoạt động của mọi người từ lúc mà ăn sáng xong á đến cái giờ ăn cơm trưa nó cách nhau rất là xa, một khoảng đủ thời gian để mình tiêu hao cái năng lượng đó. Cộng với việc là đồ ăn cũng ngon nữa không? Đồ ăn cũng ngon nữa. Cho nên là cũng không có vấn đề gì. Sau nhập ngũ, sản xuất bởi Viettel Media.